Bà xuống đây đã có nghĩa ngày này dương mà chụp nghĩa xa cho thầm mềm đoàn tiết rồi ngày này đã khi nhóm nâng vận hành nhận hoặc nếu rồi biệt còn việc gỡ extended và asset list lấy dưới ta design topology network dân được ngọt nghĩa chẳng lý khi nhóm vô switch p unit chẳng nhóm vô bập hệ switch mà phải bằng vốn sâu mối và tổng tiết dương chẳng hơi vô asset switch mà phải bằng vốn học sắp và p unit đá chúng mà sai nick cho mừng chơi vô P và PC P client hay là chơi vô server mùi bà ok tiền thành thì tịch máu bà chẳng dây thua ca cần đạch khẹp bỏ cần đạch tìm tí chẳng thêm cần đạch P xuyên phẩy muốn học sắp mà cắn PC sổ hay là cần đạch mà cắn PC bọn bà hay P router sổ mà cắn switch chúng không thua ca cần đặt đáy mà xài tiết cứ bị access switch dưới một cánh server máu hay nằm bị router đến một cánh access switch hay thua ca cần đặt bị mà router sổ từ cánh router bọn ok mà thì cần đi tích mà đi tích máu ok chẳng lý cứ chia bập hết ba web server client dân ní chẳng khi nhông nâng cập nát IP client rồi cao phí rồi học phẩm 7 cho ba phí cho phí slash 1.4 lý cứ chia IP PC sổ tổng tiết trong thua ca cập nát IP nó PC 1 và cho 7 bà nếu cứ chi IP là bỏ router chẳng nếu nhầm đã rồi cao phím rồi hồng bảy chạy phí chạy mũi ok bà nhưng thua ca cũng nọt IP là bỏ server được nhẹ đáy chẳng server cũng nhầm nâng cũng nọt IP là trái rồi cao phím rồi hồng bảy chạy bay chạy phí là mà phải buồn nếu cứ chụp web server chúng anh nên lơ router lịch mũi ní IP rồi cao phí rồi học phần bảy và chạy bay chạy mũi là một phẩy bốn pi router bond cái đấy từ ba router sổ chúng anh đi router bond chấm đại IP sorry router sổ đại IP mà rồi cao phí mà rồi học phần bảy chạy mũi là một phẩy bốn interface nó lơ router bond IP rồi cao phí rồi học phần 7 chạch mũi chạch phí là 1.4 chẳng lưu ní đáy cho mình thua ca configure ring static và route and và x và x and did acl và ok tổng tiết cho mình phơi ca và cầm nót có lửa mũi để mấy dân sọc mở và chân hình lý ok nhầm vô phần đi mũi và cái này nhầm cầm nót chỉ ở prem kháng server và hay chùm này mà prem tiết cứ chia prem robot client và ok cầm nọt máu và chẳng lẽ khi vô bộ hình đặt tích và ok và bộ hình đặt tích máu ok và chẳng những nên miền ở p frame frame mỗi cái sản phẩm client hay là frame mỗi tiết đá cứ sản phẩm server mà ok chẳng lý cứ chỉ network topology rồi bỏ dỡ trong tiền các nền tích mà ok và bà xem lục này mùi sẵn
Ok, chúng ta có lơm đón tiết bà. Ok. Bà. Ok. Chân tim mùi nhưng mình thôi kê bà rính bà ta tích rót and extended bà ACL on Cisco router chân tim mùi dương mình thôi kê cần bị gỡ host name on bà router and switch. TP dương nên phải ca cần bật username and và password. TP thuê ca cần bật IP address on Cisco và router. TP 4 dương nên thuê ca cần bật và static route. Tiếp theo dương nâng thuê ca configure và ACL và Asset Control Lee on Router. Ok, tiếp theo dương nâng thuê ca Testing and Verify. Ok, đây là chúng ta bố mùi máu sát và chẳng nếch xin dụng bọn ok. Bà. Ok. Bà. Ta hãy lo dương thuê ca configure từng lọc này chân khi mình cho một cánh router sổ này tổng tiết xem vô bia bà ACL lại này dương vô bia nâu màu bà. Ok, no. Enable configure terminal host name. Chẳng lấy chúng ta thả all zero mà. Tổng tiết dưới thuê ca configure username Cisco password Cisco mà. Enable secret mà Cisco. Top y thuê ca configure username hay là password rồi đó là chúng tôi cài configure IP address interface gigabit zone slash zone IP address rồi cao phí rồi học bằng bảy chạy mua sorry bà chạy phí sorry chạy muối slash một phẩy bốn và cái những bài phần mùi mà no shutdown chạy trên bị interface muối cho tôi cài interface gigabit zone slash muối để miễn IP address rồi cao phí rồi học phẩm bảy chỉnh mua chỉnh muối slam một thầy buồn được kia đấy bạn dân thua cam bạc phọt mùi máu nâu sạch đón to bây giờ thua ca cần bị gửi hai IP trái hai nó lừa đảo tớ trong thua ca cần bị gửi start tỷ rót chẳng gì chạy trên vị interface mùi máu IP và rót rồi cao phí rồi học phẩm bảy và chạy bay chạy sốn slam một thầy buồn và chẳng những mau tạm giờ forwarding router address tạm giờ IP rồi cao phí rồi học bằng bảy cho mua dịch pì bà ok xem xe ôn được rồi xanh mũi tổng tiết chung cho một cánh router lấy mùi bà chẳng dưới cho tờ ACL được kinh nghiệm đáy đi dưới thay phim comment nâu với máu bà ok dạ bà nâu in the ball configure terminal và host name chẳng hạn chúng ta thay all one tổng tiết dưới thuê ca configure username Cisco được như đấy tổng tiết password và Cisco in the ball secret và Cisco tổng bây giờ configure username password thay dưới chập đám cho tất cả interface
chỉ cập biết sơn là sơn tại miền ai phía trái rồi cao phí rồi học phẩm bảy cho bảy chữ muối là một phẩy buồn và thế thôi các bạn phần mùi máu nấu sơn đòn chạy trên phía interface cho tất cả interface chỉ cập biết sơn là muối tại miền ai phía trái rồi cao phí rồi học phẩm bảy cho muối chữ phí là một phẩy buồn và no shutdown, ok. Tạm tiết diễn trả chính. Hai diễn phương ca cần bị gỡ static route, IP route. Rồi cao phí, rồi học bằng bảy mà cho phí trên số là một phẩy bốn. Mà tạm giờ IP mà rồi cao phí, rồi học bằng bảy trên môi trên mũi. Ok, xem xe mũi. Tạm tiết diễn phương ca số IP route, mà ok. Bạn này ai thấy bạn này static route chẳng dưới bạn cần phải gỡ route IP mà rồi cao phí mà rồi học phẩm bởi chạy phí chạy chốn là một phẩy búa tạm giờ IP mà rồi và cao phí mà rồi học phẩm bởi chạy mùi chạy mùi và lượn máu ok tổng tiết trong thua ca tech ping chẳng dương cho mở sản IP là lỡ PC sử dụng desktop IP mà rồi cao phí rồi học phẩm bởi và chạch phí là một phẩy bốn gateway rồi cao phí rồi học bằng bảy chạch phí chạch mũi và thế tổng máy dương thua ca còn bị gửi IP nó lỡ PC lấy mũi được nhiệt đá và chẳng lịch mũi này IP phí chạch bảy và gateway chạch mũi thua ca sản IP address nó lỡ web server được nhiệt đá và IP rồi cao phí rồi học bằng bảy chạch bảy chạch phí mà gạt về chạch mũi ok và tổng tiết trong chu tàu can sủi hay trong thuộc cả edit cái lệnh bị xây nên tích chẳng cái lệnh nhất trong mình đã thá và welcome to our và channel ok đi được cái này đã xong mình copy này và ok dân copy này mỗi sẵn và welcome to our channel và sale ok tổng tiết dân thuê ca tại phí PC sổ trong phim từ căn web server rồi cao phí mà rồi học phẩm bảy cho bảy chục phí để sao dương rau thai chân thầu score này vì client PC 0 and PC 1 rộng trăm tích bà successful hay tổng tiết dương ai thuê ca test sẽ tham dạ dù ở rồi cao phí mà rồi học phẩm bảy cho bảy chục phí welcome to our channel ok successful tổng tiết dưỡng thôi ca test nó lưu PC 1 và chân trong phim được anh web server được nhiệt đá rồi cao phí rồi học phẩm bởi chạy bay chạy phí successful thôi ca sẽ tham dạo web browser được nhiệt đá rồi cao phí rồi học phẩm bởi chạy bay chạy phí và successful tổng tiết dương nâng thua ca create no extended access list chẳng nói lại nếu cứ dương nâng thua ca permit và to web server và nãy PC lịch bọn ấy dương nâng thua ca deny to web server ok chẳng dương tìm mùi nếu cứ dương bà bạc nâng lưu PC sổ này thì phí dương bật bà chẳng extend data set lin ni cứ dư cầm nọt bà thôi ca bà nưng ai pi converter nó lại close set bà so bà the so lại ni ha bà chẳng bà extend acl is configure bà hello và the saw ok
Và extend và did ACL number chẳng là này number dương hộp và chẳng là dương ISO mới bán chương trọng đường thang ta number ACL dương bị mạng tàu nữa và chẳng đừng ọc này cho một cái router máu và IP assembly by extended ok chẳng extended ní cứ IP range với chạp phí mở rối từ đó mở rối cao buồn hay dương IP chỉ chung một command này và ok chẳng number với chạp phí mở rối từ đó mở rối cao buồn và chẳng nói ra standard standard và ACL number chapi muối từ đó bà cao buồn bà ok chapi muối đã cao buồn chẳng đi đá dương trong sâu mử bà ta standard IP assembly bà standard ok nè bà pi muối đó cao buồn bà ta hello đồng bay thôi ca hello connection ta tam away để dương mang đi sàn hỏi chân thì mối dương dương đang ấy standard là sẽ lý cư dương cần việc gỡ close the sổ chân dương mơ chất nát mùi sọ so này cứ bà nó lừa rào tờ này rào tờ lấy bà sổ ok bà sổ này rào tờ lấy mùi bà destination dương cứ rào tờ lấy mùi này cứ tập bài kháng và frame server này web server này cứ chia router server này cứ chia soft và dừng chẳng những chỗ mà cần router bỏ soft máu và ok còn một tiết dân thua ca create IP list extended chẳng number mà rồi ok và tổng tiết cho mình thua ca và deny ok deny và deny IP và IP rồi cao phí rồi học phần 7 chạy phí chạy 7 và ok welcome bit zone trên zone trên zone token và destination address rồi cao phí rồi học phần 7 chạy 7 chạy phí và welcome và bình được như thế tổng tiết trong thư ca permit và IP ok mà rồi cao phí rồi học phòng 7 và chạy phí chạy xôn và xôn chạy xôn chạy xôn và phí hạm đảm chẳng cho mà lỗ mà nạt bờ chẳng cho mà lọc nhưng mà lọc tái muối IP ở trái tì và Disney sẵn rồi cao phí rồi học phòng 7 chốt và bay chạy phí ok xôn chạy xôn chạy xôn và tâm tiết dưỡng ai thua ca xeo được cái đề sân mũi chẳng chung thua ca xấu và xe lý và nếu xe lý chẳng dưỡng mang một con extended xe lý mũi cứ xe lý number với lý mà rỗi đề rưu tìm mũi này là lịch đọc ní cứ định nái IP IP host mà rồi cao phí mà rồi hông bay chạy phí chốt bay tổ cánh và web server mà rồi cao phí mà rồi hông bay chạy bay chạy phí là lý mà phay ní cứ dưỡng permit và IP network mà rồi cao phím rồi hôm 7 chạy phí chạy xốn tàu can ho mà rồi cao phím rồi hôm 7 chạy bay chạy phí và chạy web server ok tập mà tiết dương nâng thua ca apply no lưu interface rồi bỏ rào thờ và interface và chỉ cứ biết xốn là xốn IP là xe group và mà rồi in ok chẳng xong trả trên mũi và save lấy dương thua ca tập hình mà đoàn tiết và chắc chúng mình vừa cao tập hình bí PC lên sâu này và tôi cắn web server ok successful chúng tôi cao sẽ tham gia dụ ở lực này đã rồi cao phí rồi học phần 7 chạy bay chạy phí và successful web
Welcome to our channel. Okay. Chẳng dương lâu dương mà tay mơ PC nè. Dương mà đi nai mỉm cà rùn mùi nhá. Mà nó lỡ PC 1 nè. Là dương thuốc ca tay mà đoàn viết mà. Chẳng nè ngọt nè khơi nè. Rồi bây giờ dương bà lọc mình. Chẳng mà nè reply from rồi cao phím rồi không bày trực phí trực mùi. Destination hot and reachable. Là dương xa. Try sẽ tạm dạng web browser được như thế này. Mà. Rồi cao phím rồi hốc phòng bày trực bày trực phí. Và request time out có thể chẳng bạn này tha ca configuration bởi dưỡng cư successful thôi bà chẳng ở mê riêng bà tập tiết nhóm nâng mà hãy nhầm phí ca và configure standard assembly đồng bây lạc này ở advantage cả đôi chia nâng extended assembly phong đại bà xô mọc con chẳng chú ý chạy like để nâng subscribe channel phong bà.